Hoan hỷ đón chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, vào năm Canh Tý nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, tuổi Tuất sinh năm 1982, nạp âm ngũ hành là Đại Hải Thủy, phần lớn là người hiền lành, ưa làm việc thiện, quý nhân nâng đỡ, trăm chuyện đều như ý, lúc trẻ bình thường, về già sung túc. Thổ thủy tương khắc, cho nên trong năm nay, mệnh chủ cần phải chú ý nhiều về các bệnh liên quan tới thận. Nhâm dương thủy gặp canh dương kim là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm này, những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như là tài lộc. Với những người theo đường quan vận thì sẽ hanh thông, cần chú ý các mối quan hệ xung quanh mình để tránh trường hợp có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng tới công việc sự nghiệp. Khi gặp phải, cần phải bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề. Mệnh chủ sinh năm Nhâm Tuất phải trải qua một năm nhiều khó khăn và đầy biến động, có khả năng phải đối diện với nhiều biến cố bất ngờ. Ngoài ra, sẽ có nhiều thách thức, cạnh tranh, cũng như là có cơ hội cải thiện mở rộng kinh doanh. Người làm kinh doanh thì nên chú ý xử lý các vấn đề về thuế, công nghiệp, thương mại để tránh gặp phải rắc rối. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và Minh Quang Pháp Bảo theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để thâu thu tài lộc may mắn. Vận hạn của gia chủ tuổi Nhâm Tuất trong năm 2020. Nam tuổi Nhâm Tuất 1982, sao thủy diệu chiếu mạng. Sao thủy diệu giống như là sao thổ tú, kỵ nhất tháng 4 và tháng 8. Tuy nhiên thì nếu xét cẩn thận thì người bị sao thủy diệu chiếu thì có hung có kiết. Trường hợp là nam giới sẽ làm ăn thuận lợi, nữ thì chú ý khỏi dính vào thị phi. Nữ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982, sao mộc đức chiếu mạng. Sao mộc đức là sao kiết tinh, vì vậy rất tốt cho việc dựng vợ gả chồng, làm ăn thuận lợi, phát tài phát lộc, mọi chuyện đều hanh thông, nhất là vào tháng 12 mộc đức thập nhị trùng lai, nhưng nữ sẽ bị đau máu huyết, còn nam giới thì có thể sẽ bị đau mắt. Tổng quan vận hạn của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 vào năm Canh Tý. Tuổi Nhâm Tuất có vận may mắn, người làm công ăn lương thì có thể được tăng lương vào tháng trước. Đối với những người làm kinh doanh cũng sẽ tốt, tài lộc may mắn nhưng không bao giờ lạm dụng nó. Bạn có vận đào hoa xung quanh, sức khỏe may mắn, nhưng hãy chú ý hơn khi mà lái xe để ngăn ngừa tai nạn. Về tổng thể, vận thế của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 vào năm 2020 không có nhiều biến động lớn. Bản mệnh có thể gặp được cơ hội nhưng khó nắm bắt, phải tốn nhiều công sức, vượt qua nhiều trở ngại thì mới có thể đạt được thành công như mong muốn. Trong năm 2020, canh kim lộ xuất thực thần, cộng với thiên can và địa chi tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài. Thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến tuổi Nhâm Tuất 1982, nên sự nghiệp của tuổi này nói chung khá là thuận lợi, đặc biệt là với những bạn đang làm trong các lĩnh vực marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi. Tuy nhiên thì cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến thì bản mệnh cũng không nên nản lòng, bỏ cuộc. Mệnh chủ cần phải luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Nếu bạn có thể kiên trì với mục tiêu của mình thì chắc chắn cuối năm là thời điểm bạn gặt hái được nhiều thắng lợi. Ngoài ra thì trong năm nay bản mệnh có cơ hội được hưởng thụ nhiều thú vui trong cuộc sống, được tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi, tụ tập giao lưu. Về mặt tình cảm, do có sao cô thần quả tú tọa thủ nên mệnh chủ gặp nhiều chuyện không như ý. Năm Canh Tý này thì mệnh chủ không thuận lợi trong chuyện hôn nhân hoặc là gia ở riêng. Còn trong chuyện tình cảm thì nam mệnh gặp nhiều cơ hội hơn là nữ mệnh. Tuy nhiên thì nếu có tình cảm với ai thì bản mệnh nên là người chủ động, không nên phụ thuộc vào bất cứ ai hoặc vào bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu không thì sẽ dễ có cơ hội tốt đẹp trôi qua một cách vô ích. Ngoài ra, việc chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân tuổi Nhâm Tuất 1982 còn cần phải chú ý đến sức khỏe của người thân. Trong năm nay thì gia đình dễ có người ốm đau hoặc là qua đời. Tuy nhiên, tuổi Nhâm Tuất 1982 không nên quá lo lắng về vấn đề này, bởi năm nay thái tuế không tạo thành cục diện tương khắc với bản mệnh.
nhiều chuyện tưởng như là nguy hiểm nhưng rồi cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đương nhiên, những điểm sáng cũng xuất hiện nhưng sẽ không nhiều. Nhìn chung, vận trình của tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 vẫn còn tốt trong năm nay. Sự nghiệp, tài vận có bước nâng lên đáng kể, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại. Để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần, cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái, lạc quan đối với cuộc sống. Sử dụng vật phẩm phong thủy may mắn cũng là một cách để hóa giải những thị phi tài ách của năm. Với những người tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thì cần phải có vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất luôn sử dụng bên mình theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy để được cát lành. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Phương án thứ nhất, chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Sẽ đến Kim Lâu, năm 2020 Canh Tý, gia chủ 39 tuổi. Theo cách tính Kim Lâu từ trước tới nay, trong năm này thì mệnh chủ sẽ phạm phải Kim Lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ là 39 tuổi nên sẽ phạm phải Hoàng Ốc. Còn xét đến Tam Tai, năm mệnh gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982 cần tránh năm Tam Tai Thân, Dậu, Tuất. Năm nay là năm Canh Tý, theo cách tính Tam Tai, gia chủ sẽ không phạm phải tuổi Đại Kỵ Tam Tai. Vậy nên, nếu muốn xây dựng mới thì gia chủ Nhâm Tuất sinh năm 1982 không thể đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về cát hung vận khí từng hướng nhà khi mà kết hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982. Đối với nam mạng Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ thuộc cung Ly Hỏa, xét theo cung mệnh thuộc Đông Tứ Mệnh. Vì vậy, sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất, đó là Đông Tứ Trạch, là hướng Nam Phục Vị, Đông Nam Thiên Y, Bắc Diên Niên, Đông Sinh Khí. Ngoài ra, cần tránh bốn hướng xấu của Tây Tứ Trạch, đó là hướng Đông Bắc Họa Hại, Tây Bắc Tuyệt Mệnh, Tây Nam Lục Sát và Tây Ngũ Quỷ. Với nữ mạng Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ là cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Thay Tứ Mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Bắc Phục Vị, Đông Bắc Thiên Y, Tây Nam Diên Niên và Tây là Sinh Khí. Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu đó là Đông Nam Họa Hại, Nam Tuyệt Mệnh, Bắc Lục Sát và Đông là Ngũ Quỷ. Mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ cần chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi, viên mãn. Phương án tiếp theo đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, đinh hợp nhâm hóa mộc hỏa vào những tháng 1, 2, tháng 4 và tháng 4 nhuận, tháng 5, 6, 8, 9, 10 âm lịch. Vậy nên, nếu như mà mệnh chủ muốn hợp tác tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là đinh thì có thể tiến hành vào những tháng này. Còn một số mệnh chủ tuổi đinh như là đinh tỵ sinh năm 1977, đinh mão 1987, đinh sửu 1997, đinh mùi 1967, đinh dậu 1957. Theo tuổi tam hợp hóa ngũ phúc đó là dần, ngọ, tuất, hóa, hỏa vào các tháng 1, 3, 4 và tháng 4 nhuận, tháng 8 âm lịch. Nếu mệnh chủ có tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi này trong bộ tam hợp thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì sẽ rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là nếu kết hợp với các mệnh chủ tuổi dần sẽ chọn ngày hoặc giờ làm ngọ. Và ngược lại, nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi ngọ sẽ chọn ngày giờ là dần. Tuổi thiên lộc. Thiên lộc mang lại tài lộc may mắn về mặt tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của Nhâm Tuất sinh vào năm 1982 sẽ là hợi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau. Tân hợi 1971, quý hợi 1983, ất hợi 1995, đinh hợi 2007, kỷ hợi 1959. Dương quý nhân là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương quý nhân của Nhâm Tuất sinh năm 1982 là tỵ, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên, đó là ất tỵ 1965, tân tỵ
2001, Đinh Tị 1977 và Kỷ Tị là 1989, Quý Tị 1953. Tuổi Âm Quý Nhân là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Nhâm Tuất 1982 sẽ là Mão, bao gồm các tuổi thứ tự ưu tiên như sau: Quý Mão 1963, Ất Mão 1975, Kỷ Mão 1999, Quý Mão 1963, Tân Mão 1951 hoặc là sinh năm 2011, Đinh Mão 1987. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Mã liên quan đến phần động, vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Nhâm Tuất sinh năm 1982 thì sẽ là Thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Nhâm Thân sinh năm 1992, Giáp Thân 2004, Bính Thân 1956, Canh Thân 1980 và Mậu Thân là 1968. Vị trí cung tài lộc và cung quý nhân trong trạch đất: Hợi tại phương vị Tây Bắc 337,5 độ, Tỵ tại phương vị Đông Nam 157,5 độ, Mão tại phương vị Đông 97,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý, luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa âm. Âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại phương vị này trong văn phòng và nhà cửa và cửa hàng của mình. Kích hoạt tài lộc năm 2020. Năm 2020 thì theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao Nhất Bạch, Bát Bạch và Cửu Tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng thì mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, các vật phẩm kích hoạt tài lộc để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra thì đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần chú ý, do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Còn các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà gia chủ sẽ cần phải chú ý nhiều hơn, đó là két sắt. Đây là vật phẩm giúp gia chủ thu giữ, tích trữ, trấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường sẽ cần đặt vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất sẽ thường đặt là vào phương vị tài lộc của mệnh chủ. Bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng sẽ cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi trong video hướng dẫn chi tiết trên kênh nhé. Và thường việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình. Nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân theo cách cục sắp xếp của các công năng trong nhà, tránh được các xung sát trong nhà. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xa xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có được tài lộc thì chắc chắn phải có hòa hợp. Nếu không có gốc, chắc chắn sẽ như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như là cây kim ngân. Theo quan niệm của người phương Đông thì cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài, bởi kim ngân có nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, người chủ nhân sẽ luôn gặp may mắn thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của cây kim ngân đó là có lá xanh tươi quanh năm, đa dạng về hình dáng. Cây thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến sự may mắn, sức khỏe và vững bền trong sự nghiệp. Lá cây có hình trái tim, có đường vân màu vàng, trắng, đẹp mắt. Vì vậy, đây là loại cây phong thủy hợp với những gia chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 thuộc mệnh kim. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào. Đây là loại cây mang đến sự may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân thì có vẻ đẹp thanh thoát và thân lá thì nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn.
Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra thì đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cuối cùng, việc lựa chọn màu sắc quần áo, màu xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phong thủy phân tích đưa ra thông tin ngũ hành còn đang khuyết thiếu, giúp cho mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, mong rằng các mệnh chủ tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc, thắc mắc của mình ở phía dưới phần bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.